17 năm khổ luyện bộ môn bắn súng, giành huy chương vàng đầu tiên cho bộ môn bắn súng tại Thế vận hội 2016, trở về trong vinh quang cùng gia đình về thăm quê cha đất tổ sau chiến thắng. Xạ thủ Hoàng Xuân Chinh, huyền thoại của thể thao Việt Nam. Huda, đậm tình miền Trung, hân hạnh tài trợ chương trình này.